bão số 3 và tiếp đó là nước các sông lên cao đã gây ra tình trạng ngập úng tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, nơi có công ty Samsung Industrial. Rất khẩn trương và quyết liệt, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã xuống hiện trường, chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, đảm bảo hoạt động ổn định của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài quy mô lớn như Samsung. Trước, trong và sau bão số 3, Bắc Ninh đã quyết liệt tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu này. Ưu tiên cho những cái ngành sản xuất công nghiệp quan trọng, điện tử, rồi những cái mắt xích quan trọng trong cái chuỗi sản xuất công nghiệp của quốc gia cũng như là của địa phương. Thì chính vì vậy mà trước, trong và sau bão cũng như là qua cái đợt úng lụt vừa rồi thì hiện nay là tất cả những cái địa bàn trọng điểm về sản xuất công nghiệp trong khu công nghiệp chúng tôi không có lúc nào bị mất điện cũng như là mất thông tin liên lạc. Bắc Ninh hiện có 15 khu công nghiệp tập trung, một khu công nghệ thông tin và hơn 30 cụm công nghiệp, tổng diện tích gần 6.850 ha. Đây cũng là địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư nước ngoài với 2.347 dự án FDI còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 27,7 tỷ đô la Mỹ. Ổn định sản xuất của các đơn vị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với riêng Bắc Ninh mà còn mang tầm quốc gia. Công ty Samsung Việt Nam là một trong những hình mẫu đầu tư nước ngoài hiệu quả vào Bắc Ninh. Và từ đây, Samsung mở rộng ra nhiều địa bàn cả nước. Với riêng Bắc Ninh, Samsung cũng là động lực không chỉ cho thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp phụ trợ, mà quan trọng hơn là tạo một tư duy mới trong quản lý và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhờ có cái hoạt động của Samsung thì nhiều các cái ngành nghề liên quan cũng đã về với Bắc Ninh, và trên cơ sở đó thì đem lại cái công nghệ cũng như là việc làm cho người lao động ở trên địa bàn Bắc Ninh, thay đổi từ cái tư duy cho đến cái cách hoạt động. Và cùng với đó thì Samsung vẫn thường xuyên có những cái chương trình đào tạo để nâng cao cái trình độ của công nhân cũng như là hệ thống quản lý cấp cao. Samsung có 3 cái dự án lớn thì cũng có một đồng chí phó tổng giám đốc là người Việt Nam. Trong năm 2024, Bắc Ninh đang phấn đấu để thu hút 7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Và để làm được điều đó, việc xây dựng môi trường đầu tư ổn định, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp vượt qua khó khăn như trong cơn bão số 3 vừa rồi cũng là những yếu tố quyết định.